cho rằng mình bị cắm sừng, gã trai mới lớn gây ra tội ác khó dung thứ. Cay cú khi thấy bạn gái cũ có quan hệ tình cảm với một thanh niên khác, gã trai sinh năm 2003 đã truy sát khiến bạn gái tử vong, tình địch bị thương tích nặng. Ngày 26 tháng 5, Tòa án Nhân dân tỉnh Bắc Ninh mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Phan Thanh Hoàng sinh năm 2003, thôn Cây Quýt 1, xã Mỹ Bằng, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang về tội giết người. Hội đồng xét xử tuyên bị cáo Phan Thanh Hoàng phạm tội giết người, theo Điều 123 Bộ Luật Hình sự 2015, phạt bị cáo hình phạt tử hình. Cáo trạng nêu, Phan Thanh Hoàng và chị NTB sinh năm 2003, xã Kim Phú, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang là người yêu của nhau. Trong quá trình yêu đương, cả hai xảy ra mâu thuẫn do Hoàng cho rằng chị B có tình cảm khác với anh Hoàng Xuân D, sinh năm 2001, trú tại thị trấn Cẩm Khê, thành phố Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ, nên nảy sinh ý định và chuẩn bị hung khí tìm chị B, anh D để giết. Khoảng 20 giờ 30 phút ngày 24 tháng 10 năm 2022, tại quán cắt tóc, gội đầu Vũ Huyền, địa chỉ số 260 Nguyễn Gia Thiều, phường Tiền An, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh, Hoàng đã dùng dao đâm, chém nhiều nhát vào người chị B. Thế vậy, anh Đê vào can ngăn nhưng Hoàng dùng tay trái túm áo anh Đê khiến anh Đê mất đà ngã xuống nền nhà. Tiếp đó, Hoàng cầm dao đâm, chém, cứa nhiều nhát vào phần đầu, cổ, vai, người anh Đê cho đến khi nạn nhân nằm bất động. Thế vậy, chị B bỏ chạy ra ngoài đường, đến trước cửa số nhà 274 Nguyễn Gia Thiều thì Hoàng đuổi kịp. Dù tình cũ cầu xin tha mạng nhưng bị cáo đã đâm, chém nhiều nhát khiến chị B ngã xuống vỉa hè. Chưa dừng lại, Hoàng vứt dao tại một gốc cây ở vỉa hè rồi tiếp tục cầm chiếc cao chém vào chị B. Bị cáo còn quay lại quán cắt tóc, gội đầu, dùng kéo đâm liên tiếp nhiều nhát vào anh Đê khi nạn nhân đang nằm bất động. Ngay sau đó, công an đã lập biên bản, bắt người phạm tội quả tang. Về phía hai nạn nhân, được mọi người đưa đi cấp cứu, chị B đã tử vong ngay sau đó, còn anh Đê được cấp cứu điều trị kịp thời, tổn thương 60% sức khỏe.